Làm thế nào mà chiếc giường treo tôi vừa làm lại bị bạn chiếm dụng? Tôi không thể cho phép cô ở lại đây. Peck, cậu làm gì thế? Thủ thuật này cũng quá tàn nhẫn. Sữa sắp hết rồi. Ồ, hình như có chút gì đó không ổn. Mùi gì vậy? Không chịu nổi nữa, không chịu nổi nữa. Peck, cậu làm gì thế? Cả nhà vui lòng tổ chức sinh nhật cho bạn, kết quả là bạn phun vào mặt chúng tôi. Ra ngoài đi, sinh nhật này tôi xem cũng không cần qua nữa. Thật đấy, tâm trạng tốt của gia đình đều bị anh ta làm hỏng hết. Ừ, tiếp theo là thời gian tập thể dục của heo con bếp của tôi. Để tôi nghĩ xem tôi nên dùng cái nào. Trọng lượng này hẳn là không thành vấn đề. 1000 kg. Chào, Pep phải không? Trọng lượng này đối với tôi hơi khó khăn. Làm sao có thể như vậy? À, không phải vừa rồi có người gõ cửa sao? Tôi đến đây rồi. Không ai ghét cả. Cung phu chậm trễ. Ha 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 ha. Ba chúng tôi thay phiên nhau gõ cửa nhà anh ta. Thủ thuật này thật tuyệt vời. Chắc anh ấy rất khó hiểu. Tôi không muốn đi. Tiếp theo sẽ đến lượt bạn. Ba người chúng ta nhất định phải đi gõ cửa nhà hắn. Đi đi được không? Vậy tôi sẽ đi trước. Tại sao tôi có linh cảm không rõ, nhưng cả hai đều không có vấn đề gì. Lời nói của tôi cũng không thành vấn đề. Gõ xong tôi sẽ chạy nhanh. Ha ha, vậy tôi sẽ tiếp tục gõ. Lại đây nào, lại đây nào. Hắn không thể không biết. Gõ xong cửa là muốn chạy đến đây phải không? Tôi cũng không biết tại sao anh ta không đến nữa. Ha ha, bạn xem, tôi gõ nhiều lần như vậy mà anh ta vẫn chưa ra. Đây là... Cứu với, anh chàng này đang làm gì đó? Có phải tôi không chọc giận bạn không? Chạy đến nhà tôi gõ cửa. Làm phiền tôi ngủ. Thật đấy. Tại sao anh ta lại ngu ngốc như vậy? Tôi cũng không biết. Nhưng nó khá thú vị. Nếu không chúng ta chơi lại đi. Được rồi. Vậy lần này chúng ta chơi thế nào? Tôi sẽ gõ cửa. Sau đó chúng tôi đặt một hộp quà ở nhà anh ấy. Hộp quà đây là ai làm tôi ngạc nhiên sao? Sẽ không có gian lận chứ? Tôi biết rồi. Đó là ba tên khốn đó. Họ tự giấu trong hộp quà để làm tôi sợ. Tôi sẽ gọi trước. Đây là loại ông gì vậy? Chúa ơi. Cứu, cứu. Làm sao có thể như vậy? Lần này lại trúng kế rồi. Các cậu cứ ở trong đó. Đừng đến cắn tôi. Đó là Pet. Đó là anh chàng này. Bây giờ vẫn còn uống nước ngọt ở đây. Ừ, tôi chỉ đùa một chút thôi. Cho đùa nhỏ. Đứng lại. Đứng đó đi. Có bản lĩnh thì đừng chạy. Cậu đúng là một thằng hèn. Pep, chạy đi. Đúng rồi, anh lại đây đuổi theo chúng tôi. Lại đây, đến đây ngay. Ném trứng vào mặt hắn đi. Không, bây giờ cậu không chạy được đâu. Nhìn cây gậy bay của tôi xem. À, làm tôi sợ. Nguy hiểm quá. Nhưng may là không sao. Nhưng heo con không sao chứ? Tôi cũng có việc rồi. Hai gã này làm cho hai người làm nhiều chuyện xấu xa. Đây là hình phạt của anh.